Vụ án Alibaba, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng của 4.300 người chỉ với 5 bước đơn giản. Vừa qua, Viện Kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba và 21 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại địa ốc Alibaba. Vụ việc đã làm khuấy động cả giới địa ốc và nhà đầu tư. Được biết, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền của mình chiếm đoạt 2.264 tỷ 186 triệu của 4.316 khách hàng. Vậy, Nguyễn Thái Luyện đã có chiến lược hay bí quyết nào mà cả hàng trăm, hàng ngàn người đều dính bẫy của y? Cùng chúng tôi tìm hiểu những bí quyết giúp y chiếm đoạt với số tiền lớn đến cực khủng và phạm pháp trong khoảng thời gian dài tới vậy. Đầu tiên, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Nguyễn Thái Luyện đưa ra các thông tin không có thật về các dự án do Luyện tự đặt tên trên đất nông nghiệp, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện 5 bước để các bị hại tin tưởng và nộp tiền cho Luyện qua các pháp nhân. Bước 1, Nguyễn Thái Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Bước 2, những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất như nêu trên lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập để các công ty này tự vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định theo chỉ đạo của Luyện. Tất cả các dự án đều không đăng ký với cơ quan quản lý đất đai chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất, không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc thành lập dự án. Bước 3, sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án tự vẽ không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa từ 100m² đến dưới 400m² trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài, dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm. Bước 4, Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án, tự vẽ với công ty Alibaba để công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án, đồng thời tạo ra giao dịch ảo DKH và CH hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua. Bước 5, sau khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của công ty Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng. Chỉ với 5 bước đơn giản như vậy, y cùng các đồng phạm đã qua mặt được hàng ngàn người, lợi dụng lòng tin của khách hàng và nhằm thu hút khách hàng đến với công ty, Nguyễn Thái Luyện không từ mọi thủ đoạn. Đơn cử, như sẽ cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2% trên tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Nhưng trên thực tế thì toàn bộ các dự án đều do công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án. Bên cạnh đó, y đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để tăng sự tin tưởng về quy mô của công ty và thu hút khách hàng nộp tiền thì Nguyễn Thái Luyện đã tổ chức ký kết hợp đồng với công ty cổ phần Mắt Bão để lập tên miền www.tapduandieocalibaba.com, thuê dịch vụ máy chủ, theo đó đăng tin quảng cáo gian dối về các dự án bất động sản không có thật. Với những mưu mô và thủ đoạn như vậy, y đã chiếm đoạt 2.264 tỷ 186 triệu 156.045 đồng của hàng ngàn người dân và điều quan trọng nhất là dần làm mất đi sự tin tưởng của người dân về những nhà bất động sản làm ăn chân chính. Hiện, vụ việc đang được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã chuyển cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án Nhân dân TP.HCM nghiên cứu giải quyết.